Sáng ngày 13 tháng 8, ông Nguyễn Tú Sinh, tài xế xe chở các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị tai nạn giao thông vào ngày 12 tháng 8, đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ông Sinh được xác định bị đa chấn thương. Cũng sáng cùng ngày, thi thể của huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được đưa về gia đình để tiến hành nhập quan. Lễ nhập quan huấn luyện viên Dương Minh Ninh tiến hành vào lúc 10 giờ sáng hôm nay tại nhà riêng tại thành phố Pleiku. Riêng với Paulo Madeira, do là người nước ngoài nên thi thể vẫn tạm ở nhà xác bệnh viện. Ngày 14 tháng 8, gia đình sẽ gặp các nhân viên của lãnh sự quán Brazil để làm các thủ tục đưa thi thể của anh về nước. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 8, khi xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chở các thành viên từ Đắk Lắk về Gia Lai chạy đến thôn Tao Cho, xã Y Hờ Rú, huyện Chư Bư, bất ngờ bị ô tô tải chở sỏi do tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi lái, cùng chiều tông từ phía sau. Bị bất ngờ, tài xế Sinh mất kiểm soát, bị lùa sang làn đường bên trái thì tiếp tục bị xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Xuân, 40 tuổi, chạy hướng ngược lại tông.